Xin chào tất cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái kit test van tiết lưu điện tử này của mình. Thì làm cũng khá nhiều rồi. Đây, cả tập vận đơn gửi đi rất là nhiều. Nhưng mà cũng chưa làm được cái clip hướng dẫn. Nên là mỗi lần gửi đi thì các bạn nhận được xong lại hỏi lại mình. Nên là cũng là khá mất cái thời gian trả lời. Nên là hôm nay mình sẽ làm cái clip này để hướng dẫn cho các bạn luôn. Khi các bạn nào mà lấy được cái clip kit này rồi thì mình sẽ gửi cho các bạn các cái clip hướng dẫn để không phải hỏi lại mình nữa. Thì ở đây mình giới thiệu sơ qua. Thì đây là cái mạch đèn. Cái mạch đèn này thì để kiểm tra cái xung mà báo từ bo nóng có xuất ra cho van có bất thường hay không, hoặc là khi ta cắm vào như này thì đồng thời cũng sẽ thấy được rằng nó cái kit này nó hoạt động có cũng có đúng hay không. Thì tại sao lý do mình làm rời cái mạch đèn này là để nhằm mục đích là có thể cắm được vào bo nóng và để test xung. Thì bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn. Đây là cái hai cái coi này. Coi này là của ga 32 này. Coi này là của ga 410 này. 410 hiện tại mình chưa có cái rắc cắm. Đây là cái thân của cái van nhé. Thì mỗi một cái mạch gửi đi thì mình sẽ gửi như này, hoặc là kia lúc nào mà kiếm được cái dây đen đỏ này ấy, thì mình các bạn chỉ việc đấu đúng đỏ là dương và đen là âm, còn nếu không lấy một cái dây như này thì mình sẽ. Khi các bạn đang ở kênh chia sẻ kiến thức, hãy click vào nút đăng ký, rồi bật chuông thông báo để nhận tất cả các clip mà mình đăng lên. Đánh dấu nha, để các bạn cấp nguồn 12V. Thì vẫn còn khá nhiều bạn chờ đợi. Cái mạch này thì mình cũng chỉ làm tranh thủ thôi, nên là cũng không thể đủ hết được. Thì đây là cái mạch đèn của mình. Cái mạch đèn này ở trong clip trước mình đã làm. Bạn nào mà xem clip trước thì cũng sẽ thấy. Thì mình giới thiệu sơ qua, đây là cái rắc của ga 22 này. Cái này rắc của ga 32 này. Còn cái rắc này để cắm vào kit test. Thì nó cũng không khác gì mấy so với cái này cả. Có cái điều là cái này mình mới làm để dùng. Ban đầu mình làm mình chưa làm cái mạch in như này. Nên là mình sẽ làm trên cái mạch khoan lỗ này. Các bạn sau khi mà hàn xong rắc, đo kiểm tra cho mình các chân này các bạn hàn có bị dính thiếp vào nhau hay không nhé. Nếu mà dính vào nhau thì có thể gây chạm chập. Sau đó các bạn cũng bọc lại cho mình như này. Vì khi cắm vào bo lóng, một số bo lóng mà có nguồn không cách ly thì các bạn cầm vào cái này có thể giật. Hoặc là khi mà cắm vào bo lóng thì cái này sẽ nằm lủng liển trong đó, thì có thể là nó sẽ chạm cái phần này vào ống đồng này thì sẽ gây chập mạch này. Thì mình sẽ làm như này. Bây giờ mình sẽ test thử cái kit mà mình đã cái bo đèn mà mình đã có các cái rắc của Daikin K32 rồi. Các bạn nhìn ở đây mình để chờ lỗ cho các bạn hàn cái rắc của đực của K32 kiếm từ trên bo lóng. Ở đây cũng vậy, là của K22. Còn đâu phía dưới này các bạn hàn giống như mình này, của các cái rắc coi mà bị chết, các bạn hàn vào, sau đó cột lại như này để cho nó khỏi bẻ đi bẻ lại gãy. Cái này mình chưa ấy này, các bạn có thể hàn cả mặt sau nếu mà thiếu chỗ, đây là chỗ hàn. Bây giờ mình sẽ tiến hành có test với cả cái mạch đèn của mình nhé. Đây là một trong hai bộ này. Thì mình bỏ cái rắc này ra. Hiện tại thì cái nguồn này là mình dùng cho bộ ở trong clip trước, nhưng mà bây giờ mình đã hàn bằng cái loại rắc hai chân này nên là mình sẽ lối ra nha. Nếu có dây đen đỏ thì các bạn đấu đúng âm dương nhá, hoặc là cái dây mình đánh dấu. Thì cái nguồn này là mình kiếm ở một cái đầu SCTV là 12V 2A. Bây giờ mình tiến hành cắm vào cái rắc nguồn này.
Sau đó ở trên cái mạch đèn này, vì là để kiểm tra xem mà cái xung ở đây xuất ra có nhanh chậm hay là có bất thường hay không của cái bo này, thì mình làm cái mạch đèn rời là vì vậy. Các bạn sẽ cắm vào đây. Sau đó thì hiện tại cái rắc của cái thằng 410 là mình chưa có, nên là mình tạm thời bỏ ra ngoài nhé. Đây là cái rắc, cái coi của Daikin GA32 này là mình đã có rắc rồi này. Thì các bạn sẽ cắm vào đây. Vì vậy là khi mà các bạn thử thì các bạn sẽ thấy xung nó xuất ra có bình thường hay không. Bây giờ cái thân van này mình sẽ cắm vào. Thì hôm trước là cái clip kia là đã test trực tiếp ở trên máy Daikin GA22 rồi. Đây, nhảy cho các bạn dễ nhìn cái đèn. Các bạn lưu ý nhé, đây là mình đang cắm nhảy để kiểm tra được xung của cái này luôn. Trong trường hợp kia thì các bạn muốn đồng thời kiểm tra xung của bo đóng xuất ra có bất thường không, thứ hai là muốn coi là vẫn chạy bình thường, thì các bạn có thể cắm luôn như này nhé, cắm luôn như này vào bo đóng và cắm rắc coi vào đây như này luôn, thì vậy là xung xuất ra như này thì van vẫn chạy bình thường và các bạn sẽ nhìn thấy đèn nhá. Cũng giống như cái trường hợp này, đây là những cái mạch mình làm này, cũng giống như trường hợp này thì các bạn cắm vào như này. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho nó. Các bạn thấy đèn nguồn sáng chưa? Đèn của cái mạch này nó chạy rồi này. Thì hai cái nút này, hai nút nhỏ này dùng để đảo chiều. Khi các bạn thử xong nhé, các bạn có thể đánh dấu mũi tên vào đây để biết nút nào đóng, nút nào mở. Thì để các bạn lần sau các bạn chỉ ấn vào là xong, là chuẩn luôn. Còn cái nút to này này, dùng để bấm, là khi bấm thì nó chạy, mà nhả tay nó dừng. Khi mà dừng đạt cái ngưỡng các bạn mong muốn thì các bạn sẽ bỏ tay ra. Còn cái chiết áp này, nó dùng chỉnh tốc độ nhanh chậm. Tốc độ nhanh chậm của cái van kia mình thì không nên để nhanh quá, nhanh quá nó sẽ vượt qua khỏi cái ngưỡng mà mình mong muốn, nên là mình để vừa phải. Ví dụ như cái đèn này nó chớp ở tốc độ như này là cái ngưỡng cũng khá vừa phải. Các bạn có thể theo dõi cái đèn này nó chớp. Các bạn nhìn này, mình bấm này. Đấy, thì theo dõi cái đèn này nó chớp ở trên bo nóng nó nhanh nó chậm như nào, thì các bạn cũng hoàn toàn để cho nó tốc độ cũng như vậy là nó phù hợp. Thì để cố định một lần. Còn chiết áp này trong trường hợp vào, ví dụ các bạn muốn thử cái motor cánh vẫy nhá. Các bạn muốn thử motor cánh vẫy này thì các bạn cần phải chỉnh cho tốc độ nhanh lên, bởi vì nó còn qua cái hệ bánh răng giảm tốc, nên là các bạn sẽ khó nhìn thấy. Các bạn chỉ nhìn thấy nó nhích nhích thôi. Thì tí nữa đây mình sẽ cũng sẽ cho các bạn xem cái tốc độ nó chạy, thì cái lõi van ấy nó không có hệ bánh răng giảm tốc, nó chỉ có một cái trục vít thôi. Mình sẽ cho các bạn thấy nó nhích nhích như nào. Bây giờ cái thân van này mình sẽ không nhìn thấy bên trong, ở trong nó hoạt động như nào, thì các bạn có thể khi nó chạy hết tầm nó sẽ có tiếng kêu cạch cạch, là nó trượt ra khỏi cái răng. Bây giờ mình sẽ thử và các bạn sẽ chú ý cái tiếng kêu của cái van này nhé. Bây giờ cái chiều này mình chưa để ý là chiều gì, chiều đóng hay chiều mở mình quên rồi. Hôm trước test trên cái máy kia nhưng mình quên rồi. Bây giờ mình sẽ ấn này, ấn cái nút to này. Các bạn chú ý là van đang chạy nhá, sờ đang rung này. Các bạn thấy nó chạy hết răng rồi nhá. Đó. Các bạn dễ dàng tìm thấy link các bài viết khác ở phần mô tả của mỗi video. Hoặc kích vào tên của kênh để vào sâu bên trong tìm các bài viết trong danh sách phát. Chạy hết kịch răng rồi, có tiếng kêu cạch cạch này.
Bây giờ mình sẽ đảo chiều nó đi. Thì các bạn ấn cái nút nhỏ này. Đây là vẫn cái chiều đấy, nên nó không hết cạch cạch. Bên mình đảo chiều này. Sau đó lại ấn tiếp cái nút to này. Các bạn thấy không? Bây giờ chạy êm này. Chờ chỉ rung tay thôi. Nhưng mà khi nào mà nó hết tầm thì nó cũng kêu, nhưng mà nó kêu ít cạch hơn. Thì mình chưa để ý đấy, chiều nào đóng mở nhiều hết hay mở hết. Các bạn thấy đấy, các bạn thấy cạch không? Nó chỉ kêu cạch ít, một chiều kia thì kêu cạch rất là nhiều. Vì vậy các bạn có thể xem được cái xung của cái mạch này cấp ra có ổn định hay không này. Thì các bạn lưu ý khi mà hàn cái mạch đèn ở đây, hàn xong ở đằng sau cái mạch đèn này nhá, kiếm các cái rắc này này, hàn phía sau này, hàn đúng thứ tự nha cho mình. Ở đây là chân ga 32, đây là chân ga 22 này, chân 410 các bạn có thể đặt đây hoặc là các loại hãng khác, hoặc là kiếm cái rắc độc lập gọt cái phần nhựa xung quanh đi thì có thể cắm được hầu hết các loại, vì nó không còn cái cá cái ngạnh của cái nhựa này nữa. Nhưng mà cần chú ý cái chiều, bởi vì sai chiều là không được. Thì các bạn lưu ý ở chắc trong các cái coil, ở trong một clip mình đã làm rồi đấy, thì nó sẽ có một cái dây chung. Với thằng Daikin này thì hiện tại cái dây chung của nó là dây màu đỏ. Dây chung màu đỏ này thì các bạn lên hàn vào đúng cái vị trí mà mình đánh dấu cộng ở đây này. Đấy, là đầu chung của các cái đèn led này này. Các bạn phải hàn đúng chiều nhá. Còn đâu các dây còn lại thì hàn theo đúng thứ tự. Với cái rắc của cái coil chết cũng vậy. Thì các bạn cũng hàn vào đây. Thì dây nào là dây chung thì các bạn cũng phải hàn vào cái đầu dương mà mình ghi ở đây nhá. Hàn xong nhớ đo kiểm ở các cái điểm này, cứ hai chân liên tiếp với nhau, gần nhau mà không chạm chập dính nhau là được nhá. Vì nếu mà chạm chập thì có thể là gây hỏng cái mạch này. Hoặc là các cái coil này khi đi làm, trước khi các bạn muốn kiểm tra, các bạn cũng cần phải đo xem mà nó có bị chập hay không. Nếu chập thì các bạn cắm vào bo lóng chết bo lóng, mà cắm vào bo test thì cũng chết cả bo test. Vì vậy điều tiên quyết là các bạn cần phải đo kiểm trước cho mình, chắc chắn thì hãng đưa vào test nhá. Mạch điện tử thì nó rất là nhạy cảm. Bây giờ mình sẽ lại thử với cả cái động cơ cánh vẫy, nhưng mà động cơ cánh vẫy là mình dùng để làm cái test, để khi mà làm xong mỗi một cái mạch này thì mình đều test trước cho mọi người rồi mới gửi đi, nên là các bạn nó yên tâm là nó sống. Còn nó về các bạn hàn mà không chuẩn, không đo kiểm nó chết thì là lại việc khác nhé. Đây này, trước khi mình làm xong bao giờ mình cũng test như này nhá. Bây giờ đã test mạch đèn xong, mình còn test tiếp cái mạch, test tiếp cái motor cánh vẫy, nhưng mà cái motor này đã bỏ hết bánh răng giảm tốc rồi, còn lại cái trục thì nó không khác gì với cả cái thân van tiết lưu này cả. Các bạn nhìn này, mình chỉnh ở cái tốc độ như này thôi, là tốc độ rất là vừa với cả cái ấy. Đây là chiều, này là chiều đóng hoặc chiều mở của cái van thì mình chưa để ý lắm, vì các bạn làm xong các bạn hãy ghi ở đây nhé, đánh dấu mũi tên về bên trái hay về bên phải. Đây mình vừa đảo chiều này, đảo chiều này, thấy không, là các bạn sẽ có chiều đóng mở của nó. Thì cái clip này mình sẽ dừng tại đây. Bạn nào mà lấy thì đăng ký và để lại số điện thoại, địa chỉ cho mình. Số Zalo của mình là 0904 217 430. Thì cái này mình cũng chỉ làm tranh thủ thôi, mình không làm sẵn. Chỉ bạn nào đặt thì mình mới làm. Thế nên là các bạn cần phải đăng ký thì mình mới mới làm nha. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.